Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cuối năm là thời điểm dễ phát sinh và xảy ra các sự cố về cháy nổ. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tự trang bị thêm các thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Trong số này có thiết bị cảnh báo cháy sớm tại khu dân cư. Phóng sự dưới đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ tính năng của thiết bị này. Camera giám sát tích hợp thân nhiệt này là một trong những thiết bị hữu hiệu giúp cảnh báo cháy sớm. Khi phát hiện có người hút thuốc, sự cố chập cháy bất thường xảy ra với các thiết bị tủ điện, hệ thống linh kiện, hệ thống điện, camera sẽ tự động phát ra các cảnh báo. Hệ thống sẽ gọi điện thoại liên tục hoặc nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại được chủ nhà đăng ký thông báo về sự cố. Nếu thiết bị này được lắp đặt và kết nối với Trung tâm Thông tin Chỉ huy Quốc gia về Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẽ biết được vị trí xảy ra đám cháy, báo cháy là thật hay giả để triển khai đội hình ngay từ ban đầu. Biết được chính xác đó là đám cháy thật hay đám cháy giả và giảm thiểu được rủi ro các cái trường hợp báo cháy giả. Thứ hai, đó là biết được cái quãng đường từ đơn vị cảnh sát phòng cháy cháy gần nhất đến vị trí nơi xảy ra cháy. Thứ ba là giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy của chúng ta có thể biết được các khu vực xung quanh khu vực đám cháy có các hồ nước, trụ nước chữa cháy, để từ đó lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy có các phương pháp là truyền nước từ các cái trụ nước này đến đám cháy để chữa cháy trong các cái vụ cháy mà xảy ra trong các cái thời gian lâu dài, và đồng thời có thể quan sát để huy động các cái lực lượng phương tiện ở khu vực xung quanh đến để phối hợp trong công tác chỉ huy chữa cháy và điều hành trong công tác chữa cháy một cách nhanh chóng và hiệu quả. Camera giám sát tích hợp thân nhiệt này thích hợp lắp đặt trong nhà máy, nhà kho, văn phòng, tòa nhà, cửa hàng hoặc nhà ở. Đặc biệt cảm biến tốt kể cả trong điều kiện đêm, điều kiện thời tiết xấu. Trong thời đại công nghệ 4.0 cũng như là tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay, thì sản phẩm công nghệ chúng tôi giúp cho người dân chủ công sở cơ sở công trình an toàn hơn thông qua nhận được thông báo sớm khi có nguy cơ xảy ra cháy, đảm bảo được an toàn tính mạng cũng như là thiệt hại về tài sản do cháy nổ gây ra. Bên cạnh đó thì sản phẩm của chúng tôi giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp nhận và xử lý thông tin về vụ cháy một cách nhanh nhất, chính xác nhất, tối ưu nhất, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của lực lượng. Hiện nay sản phẩm của chúng tôi đã được đưa ra thị trường và nhận được đánh giá rất là cao. Trong năm 2022, chúng tôi có kế hoạch xây dựng nhà máy để sản xuất thiết bị ở quy mô lớn nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Bên cạnh lắp đặt hệ thống camera giám sát tích hợp thân nhiệt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chủ động trang bị các thiết bị, dụng cụ chữa cháy phù hợp để có thể xử lý sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu, giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.